tại buổi chào cờ đầu tuần của trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, quận Sơn Trà. Cùng với việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn theo kế hoạch, thì giáo viên và học sinh toàn trường còn được báo cáo viên phổ biến một số quy định mới của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Từ đầu năm học đến bây giờ, nhà trường đã tổ chức các cái buổi tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh cũng như toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường về cái ý thức chấp hành cái luật lệ an toàn giao thông. Trong đó học sinh phải chú ý cái việc là không đi xe máy đến trường và thực hiện cái cổng trường bình yên. Đối với phụ huynh thì chúng tôi yêu cầu tất cả phụ huynh đưa đón con em là phải có đội mũ bảo hiểm trước khi các cháu ngồi lên xe để đưa đón đi học, và cũng khuyên phụ huynh là hãy đi chậm lại vì tương lai của con em chúng ta. Cùng với việc tuyên truyền miệng của báo cáo viên chuyên trách, các thầy cô giáo trình chiếu video spot "Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ" được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024 và kế hoạch truyền thông của Ban An toàn Giao thông thành phố đến khu dân cư, trường học. Sau khi xem clip đi chậm để bảo đảm tương lai cho an toàn của trẻ thơ thì con cảm thấy đây là một video rất là ý nghĩa và mang lại nhiều cái bài học quý giá cho bản thân mình. Và đối với con thì khi tham gia giao thông con sẽ đội mũ bảo hiểm, và khi được bố mẹ chở thì con sẽ kêu bố mẹ đi từ từ và chậm rãi và đi một cách an toàn để bảo vệ cho chính con, ba mẹ và tất cả những người xung quanh. Việc đi bộ thì con sẽ đi bên phải và đi trong lề, không đi ra ngoài lòng đường để tránh việc gặp nguy hiểm. Khi bố mẹ chở đi thì chúng em sẽ đội mũ bảo hiểm và ngồi sau lưng an toàn để có thể tránh khỏi những cái nguy cơ bị tai nạn giao thông. Bên cạnh việc đẩy mạnh truyền thông chiến dịch trong tháng cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố còn tăng cường tuần tra, giám sát tốc độ của các loại phương tiện khi đi vào khu vực trường học, đông dân cư. Trong giờ cao điểm, phối hợp với địa phương xử lý tình trạng đầu đổ xe trước cổng trường gây ùn tắc giao thông, đề xuất cơ quan chuyên trách bổ sung biển báo giảm tốc độ khi đi qua khu vực trường học. Đối với cái thông điệp mà hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ thì đơn vị cũng đã tổ chức là triển khai kế hoạch về giám sát tốc độ để xử lý các hành vi đi quá tốc độ đối với đoạn đường trước cái trường học và vào các giờ cao điểm về tan trường thì đơn vị cũng đã tổ chức tuần tra giải quyết trật tự trước trường để xử lý các hành vi đậu đổ làm cho ảnh hưởng tới ùn tắc các điểm trường, là đảm bảo cho các giờ ra về là được thông suốt và cũng như an toàn đối với trẻ đi bộ qua đường. Với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ, Ban An toàn Giao thông thành phố kỳ vọng chiến dịch này sẽ giúp người điều khiển nâng cao tinh thần phòng ngừa tai nạn giao thông để hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà.